Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì chùa Thới Hưng cùng quý chư ni. Trong mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2558, sư Hưng Dũ có nhân duyên được về với đạo tràng chùa Thới Hưng trong buổi sáng hôm nay để cùng trao đổi với quý Phật tử những lời dạy của Đức Phật để làm tư lương cho chúng ta tu tập. Chúng ta đã tu tập thì phải tiến bộ trên cái lộ trình của tâm linh. Vừa được nghe ni sư cho biết rằng đạo tràng ở đây tuy không nhiều nhưng quý Phật tử rất là nhất tâm, rất là chánh niệm, tinh tấn siêng năng tụng kinh niệm Phật và nhất là trì chú đại bi. Sư đến đã nghe tiếng tụng kinh của các vị rồi. Sư thấy cái tiếng tụng kinh rất là thiết tha, tiếng trì chú rất là tha thiết. Mà chú đại bi thì ai cũng phải nhớ được cái câu đầu tiên: Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Tức là mình trì chú đại bi là phát nguyện làm con của mẹ hiền Quan Thế Âm. Mà làm con của mẹ là tâm từ bi là vô ngại đại bi, tức là đại bi mà không có chướng ngại, yêu thương, có tình yêu thương, có trí tuệ nhưng không có bị chướng ngại. Còn trên thế gian, sự yêu thương, sự giúp đỡ, sự bố thí, làm cái gì nó cũng có điều kiện. Còn chúng ta trì tụng đại bi, tức là phát nguyện làm những việc công hạnh giống như mẹ hiền Quan Thế Âm mà không có chướng ngại. Chúng ta làm được là chúng ta sẽ sẵn sàng phát tâm làm. Gần đây sư cũng mới giảng cho quý Phật tử bài pháp em có hạnh phúc không. Nếu con người muốn có hạnh phúc phải biết hy sinh, phải biết cho nhiều hơn nhận. Đạo tràng của chúng ta trì đại bi tất nhiên là cũng phải sống trong cái từ lực của mẹ hiền Quan Thế Âm, là hy sinh, ban bố nhiều hơn là đón nhận, thụ hưởng cho chính mình. Bài pháp hôm nay, sư muốn truyền trao đến các Phật tử một cái bài học rất là quen thuộc mà chúng ta đã là người Phật tử thì phải chuyên tâm tu học và phải ngăn ngừa những cái nọc độc nó sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào để làm hủy hoại đời sống tinh thần và tâm linh của chúng ta. Bây giờ hỏi người Phật tử nào thì cũng biết rằng những cái chất độc mà làm hủy hoại đời sống tinh thần, tâm linh và đạo đức của người con Phật và của tất cả con người trên thế gian này đó là tam độc, tham, sân và si. Ai cũng biết điều đó. Nhưng mà có một cái nhân duyên đặc biệt thì chút nữa sư sẽ nói là vì sao hôm nay sư đến đạo tràng của chùa Thới Hưng sư lại giảng một bài pháp nói về một trong ba cái độc đó. Đó là lòng ham muốn của con người, tức là bài đọc về sự tham lam mà chúng ta cần phải đoạn trừ. Tại sao như vậy? Tại sao sư lại nói về một cái bài học mà sư nghĩ rằng rất là đơn giản và hầu như quý Phật tử nào cũng biết hết á. Ai cũng biết tham sân si là những con rắn độc, cần phải loại trừ nó ra. Và nếu nói hết, chúng ta sẽ không có thời gian. Hôm nay, sư chỉ nói một yếu tố mà chúng ta trong quá trình tu tập, giữ giới, thăng tiến lộ trình, thăng tiến trên lộ trình tâm linh bằng các pháp tu thì chúng ta phải tu tập đối với con rắn độc, đó là tham. Cách tới 2 ngày, có một em sinh viên đến hỏi sư một câu hỏi sau đây. Mà đó là cái gì? Cái duyên khởi để sư giảng bài pháp về lòng tham của con người. Em đã hỏi sư như vậy: thưa sư, con là sinh viên, con không có chơi game, con cũng không có lao vào những cái gọi là ăn chơi, sa đọa làm cho cha mẹ buồn lòng.
Nhưng mà con có xem những cái bộ phim nào mà ý nghĩa về đạo đức, về nhân bản đó, con thích xem lắm. Điều đó có được không sư? Sư nói rất là tốt thôi. Là người Phật tử, học Phật Pháp, tụng kinh, niệm Phật, trì chú Đại Bi, lại sám hối, chúng ta còn có thể mở rộng kiến thức mình bằng những bộ phim nhân bản, đạo đức để thêm cái hành trang và tư lương trong cuộc sống thì cũng không có sao. Em sinh viên nghe sư trả lời thì mới nói rằng: con nói thật với sư, con xem nhiều phim lắm, mà con thích nhất là những bộ phim của Trung Quốc. Những bộ phim đó nói về giá trị nhân bản, về đạo đức rất là sâu sắc. Con xem nhiều loại phim mà phim của người Trung Quốc làm lấy nước mắt của con, lấy thời gian của con, bởi vì hay lắm và nó sâu sắc lắm sư. Nó nói về nhân quả rất là đầy đủ ý nghĩa và nó cho con nhiều bài học. Nhưng tại sao người Trung Quốc có thể làm những bộ phim nhân bản tuyệt vời như vậy, mà tại sao việc làm của họ nó lại đi ngược với lại những bài học đạo đức thể hiện qua những bộ phim mà con được xem? Tức là em đang muốn nói là vấn đề nhà cầm quyền Trung Quốc đặt giàn khoan ở Biển Đông, quê hương, tổ quốc thân yêu của chúng ta, và họ làm mọi cách để gì? Để uy hiếp tinh thần người Việt Nam của chúng ta. Sư mới trả lời với em sinh viên rằng cái việc nhà cầm quyền Trung Quốc có những hành động, có những thái độ phi nhân bản đối với dân tộc Việt Nam, đây không phải là lần đầu tiên. Trong lịch sử đã rất là nhiều lần cha ông ta phải đối mặt với các vương triều Trung Quốc, và cái thế kỷ 20-21 này chúng ta đối mặt với nhà cầm quyền Trung Quốc. Các cái bộ phim nói về nhân bản, về đạo đức đó, thì thể hiện là cái con người phương Đông, người Á Đông, đặc biệt là người Trung Quốc, có một cái chiều sâu về đời sống nội tâm, về tinh thần. Người Việt Nam mình cũng sâu sắc lắm. Những người Việt Nam mà sống suy tư, có những cái đời sống nội tâm sâu sắc cũng rất là đáng quý. Không có chạy theo những cái ồn ào, những cái xô bồ, những cái đời sống vật chất ở bên ngoài. Các vị tụng kinh niệm Phật mà ngồi nghe Pháp nè, cũng là những cái lúc chúng ta quay về đời sống nội tâm của chính mình đó. Người mà không nghĩ đến đời sống tâm linh, không nghĩ đến cái nội tâm của mình, không có thích nghe Pháp và nghĩ chuyện tụng niệm là việc mất thời gian, phải làm gì cho ra tiền của, đó mới là thể hiện sự tiến bộ và văn minh của con người. Nhưng thật ra chúng ta không bao giờ quên lời dạy của Đức Phật: tâm làm chủ các pháp. Nếu cái tâm của chúng ta trong sạch và thanh tịnh thì các pháp lành sẽ sanh khởi. Còn tâm của chúng ta ô nhiễm, bị xáo trộn bởi các nọc độc tham, sân và si, chúng ta làm cái gì đi chăng nữa thì các pháp ác, các quả báo sẽ liền đi theo sau chúng ta. Chứ không phải là con người dùng cái sự gian manh xảo quyệt, cái trí thế gian để làm lợi cho chính mình, bỏ mặc tất cả mọi người, đó là người khôn ngoan trí tuệ. Trái lại, người trí tuệ là người luôn biết trau dồi cái đời sống nội tâm của mình. Và như vậy, cái bản chất của người Á Đông, người Việt Nam nè, người Trung Quốc nè, Nhật Bản nè, Hàn Quốc nè, phải không nào, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, vân vân, những con người thuộc về phương Đông thường là có những đời sống nội tâm rất là sâu sắc. Và do vậy, họ thiên về cái sự tu tập về tâm linh cũng rất là dễ dàng và có niềm tin đối với sự tu tập. Nhưng mà tại sao lại mâu thuẫn giữa những cái bài học như những cái bộ phim nhân bản đó của người Trung Quốc mà hành động của họ lại không có chút gì nhân bản? Thì đó là gì? Lòng tham của nhà cầm quyền Trung Quốc. Họ muốn chiếm đất đai thật nhiều,
rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu phải là của người Trung Quốc. Và nơi đâu họ có thể uy hiếp và tranh giành được thì họ cứ làm. Và đó là một biểu hiện của lòng tham. Thế giới lên án, quốc tế lên án, những người bạn của Việt Nam lên án và người dân Việt Nam của chúng ta cũng hết sức là thất vọng cho một người hàng xóm, nước lớn như vậy nhưng mà tâm không có quảng đại mà chỉ luôn luôn muốn uy hiếp và cướp đoạt. Đó là lòng tham. Cho nên sư mới nói với các bạn sinh viên là cái đạo đức, cái lý tưởng cuộc sống của con người là một vấn đề, nhưng cái lòng tham của con người lại là một cái chuyện khác. Chứ không phải người ta làm được những cuốn sách hay, người ta có được những bộ phim giá trị, người ta có những cái công trình văn hóa tuyệt vời, mà như vậy là người ta không tham. Chưa hẳn, nếu không tu tập, không quán chiếu, con người ta vẫn hoạt tác lòng tham lam vô độ. Quý Phật tử thân mến, nhân đó sư mới nói với các bạn sinh viên, người Việt Nam mình yêu nước lắm, nhưng rồi bất mãn trước những hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc, xong rồi bắt đầu phát giận những người Hoa cùng sống với mình. Mà trong khi người Hoa là gì? Người Hoa sống ở Việt Nam từ bao nhiêu đời nay, họ trở thành một trong số các dân tộc thiểu số của người Việt Nam. Hoa, Thái, Mường, Mán, đàn bà ông nào, rồi Khmer, Ê Đê, Cơ Ho, vân vân là các dân tộc thiểu số Việt Nam, trong đó có người Hoa. Người Hoa vẫn là người Việt Nam. Còn cái hành động xâm lăng, chiếm đất, chiếm đảo, chiếm biển của người Việt Nam, đó là nhà cầm quyền Trung Quốc. Chứ người Hoa có lỗi lầm gì đâu. Người Hoa cũng như chúng ta đã chọn Việt Nam là mảnh đất quê hương của mình. Cho nên chúng ta đừng có thấy cái việc làm của người Trung Quốc đâm ra mình ghét người Hoa là không đúng. Người Hoa người ta cũng là như mình thôi. Người ta đã rời quê hương đất nước của người ta, ta chọn Việt Nam là quê hương thứ hai. Ta sanh con đẻ cái, ta sống và xây dựng đất nước Việt Nam. Cái việc làm của người Trung Quốc, chúng ta đem sắc ghét họ, phá hoại họ, chống đối họ là tự hủy hoại những phần trên cơ thể của Việt Nam. Cho nên, sư nhắc cho các vị nhớ, nhà cầm quyền Trung Quốc nó khác với những người Hoa sống trên đất nước Việt Nam. Và cả thế giới lên án, quốc tế lên án, người Việt Nam rất là buồn phiền nhà cầm quyền Trung Quốc bởi vì cái hành động tham lam vô độ của họ. Nhưng mà nhà cầm quyền Trung Quốc tham cho nên xâm chiếm, xâm lăng, ai cũng bất mãn hết, ai cũng giận người ta hết, ai cũng giận chính quyền Trung Quốc hết. Còn chúng ta nè, người đang tu tập, người đệ tử của Phật, có khi nào mình quán chiếu trong nội tâm để thấy rằng các cái nọc độc tham, sân và si nó có chuyển hóa không? Nó có giải trừ bớt không? Hết hẳn thì không hết đâu nghe. Tại vì chúng ta hết hẳn tham, tức là cũng hết sân và hết si rồi, mình mới hết tham. Sư nói rõ như vậy đó. Vì tham, sân, si là ba nọc độc nó sẽ song hành với nhau. Nhưng có người tham nhiều, có người sân nhiều, có người si nhiều. Chứ đừng có nói rằng con hết hẳn tham rồi, chỉ còn chút sân thôi. Không có đâu. Thì còn si là còn sân là còn tham. Còn tham là còn sân si đầy đủ hết. Nhưng nhiều hay ít là do cái hạt giống, cái chủng tử của mỗi con người. Thì bài pháp hôm nay, sư muốn nói với các vị là hãy quan sát xem cái lòng tham, cái lòng ham muốn của mình. Nó sinh sôi, nó phát triển, nó tăng trưởng hay nó chuyển hóa, nó loại trừ dần khi chúng ta đã là người con của Đức Phật. Có một cái câu chuyện nói rằng có một người hỏi một cái vị tu sĩ rằng trời sanh con người ra, sanh tánh thiện ra trước hay sanh tánh ác ra trước? Người tu sĩ mới trả lời là sanh tánh tham ra trước. Tại vì cái tánh tham đó, nó đi theo cái thần thức, đi vào cái tinh cha và huyết mẹ để một cái bào thai được hình thành.
Thì người ta hỏi là vậy sanh ra con người là cái tánh gì? Nó ra đầu tiên tánh thiện hay tánh ác. Người tu sĩ không nói thiện ác mà nói tánh tham. Thì người kia mới hỏi tại sao ngài biết như vậy? Vị tu sĩ trả lời giải thích một cách hết sức là đơn giản. Vì đứa bé mới lọt lòng ra thì đòi bú liền. Thấy chưa nào? Cho bú rồi đó thì bà mẹ vừa dứt bú ra một cái đó là đứa bé khóc lên và đòi cho bằng được nữa. Bú đã đời rồi thì nó ngủ, thức dậy là ré lên lại đòi nữa. Chứ mà sanh ra mà nằm im ru thì người ta lại sợ, mà phải đòi hỏi cái đã, người ta biết đó là một đứa bé lành mạnh. Cho nên cái tánh tham, tánh đòi hỏi là đi cùng với một đứa bé sơ sinh. Nghe như vậy, cái người mà hỏi vỗ tay. À, như vậy thì thầy Mạnh Kha nói nhân chi sơ tánh bổn thiện là như thế nào? Vị tu sĩ ôn tồn đáp, nói thế thôi, chứ nhân chi sơ tánh bổn tham thì đúng hơn. Tức là sanh ra là tham, nó đi theo con người, đúng hơn, chứ không phải là thiện. Nghe thì có vẻ khôi hài, có vẻ buồn cười, đúng không? Nhưng mà các vị thường đã tu tập lâu rồi, ai cũng biết rằng, thưa sư, khi con người ta chết rồi đó, thì không có mang theo cái gì hết đó. Cho nên mới là thân tứ đại trả về cho tứ đại. Hay là hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Cũng cát bụi là tứ đại tạo nên mình. Ngày nào chết rồi đó, thiêu xong rồi cũng còn tro với đất. Mà nếu không thiêu mà chôn á, mà 70-80 năm sau đào lên cũng thành tro đất hết, thì trả về cho cát bụi hết. Như vậy chết là hết cái gì nữa? Nhưng không, còn cái thần thức. Và cái thần thức đó nó chẳng mang được của cải tiền bạc trên thế gian, mà cái thần thức đó mang theo tội nghiệp và phước. Như các vị đang tu tập về, nó hình thành cái phước báo, phước báo của sự thanh tịnh, của trang nghiêm, cái trí tuệ. Các vị làm ác làm tội thì hình thành cái nghiệp. Và khi chúng ta chết, một bên là nghiệp tức là tội lỗi, một bên là phước báo. Hai cái điều đó sẽ đi theo cái thần thức để chuẩn bị một cái cuộc sống mới, gọi là đầu thai. Các vị niệm Phật vãng sanh Tây Phương, người ta cầu như thế, nhưng mà đâu phải, nó phải dễ như vậy. Phải là người có đầy đủ các tánh hạnh của một vị Phật tương lai thì mới về cõi Phật được. Còn hầu hết chúng ta sống có làm thiện, có làm ác thì hầu hết lại trở lại kiếp người. Còn ác nhiều thì tất nhiên phải sa đọa địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Những cái yếu tố căn bản đó thì các vị biết hết rồi, sư nhắc lại cho các vị nhớ. Khi chúng ta trở lại thân người thì nó mang sẵn trong cái bào thai của chúng ta đó là thiện và ác, từ những kiếp sống trước nó tích lũy lại. Mình không mang của cải, nhà cửa, vợ chồng, con cháu để lại hết, nhưng tội và phước lại theo chúng ta. Và chúng ta sống mà có tham, chúng ta không có tiêu hóa, không có loại trừ được, thì khi chúng ta chết đi, cái tham đó lại tiếp tục theo chúng ta trong một kiếp sống mới. Mà kiếp nào mình cũng tham hết, kiếp nào cũng sân, kiếp nào cũng si. Cho nên khi hình thành một cái cơ thể, một con người bước vào cuộc sống là đã có các tham sân si rồi. Chứ đừng nói con hồi nào giờ không có tham chút nào hết. Con không sân đâu, con chỉ im lặng, con đâu có nói gì. Trong cái im nó cũng có sân hận ở trong. Con nghe pháp hoài, con nghe kinh hoài, con trí tuệ lắm nhưng cũng có si mê. Con không tham tiền thì cũng tham ăn, tham ngủ, tham con, tham cháu, tham chồng, tham ái. Nghĩa là cái tham, cái sân, cái si nó đi theo chúng ta trong nhiều kiếp sống rồi. Nếu mà nay chúng ta biết Phật Pháp mà không tu tập để loại trừ những cái yếu tố đó thì chúng ta mãi mãi là chỉ là tu bằng hình thức, bằng lời nói. Còn những con rắn độc đó vẫn theo ta kiếp này và kiếp khác. Mà người tham đó các vị biết như thế nào không? Cái quả báo của người tham là gì?
ai mà yêu mến đâu, ai mà thích cái người tham. Tham là do ích kỷ, là muốn lợi cho mình. Thì sư mới nói lúc nãy đó, thế giới đang lên án nhà cầm quyền Trung Quốc, tham lam quá, cái gì cũng muốn gom về cho mình hết. Thì chúng ta cũng phải thôi, chúng ta ích kỷ, tham lam. Nói là tu là vậy, tụng là vậy, niệm là như thế, nhưng cái gì cũng muốn gom cho mình mà không muốn buông xả ra cái gì hết. Thì các vị phải biết là gì? Cái quả báo là những người tham như vậy cũng khó mà giàu có lắm. Người tham khó giàu lắm nha. Đó. Và cũng ít có người quý mến, bởi cái người tham nó hình thành bởi sự ích kỷ mà ra. Trong cuộc sống của chúng ta, cái lòng tham của con người ví như một cái túi không có đáy, chứa đựng không biết bao nhiêu cho đời. Sư nói cho mình đối chiếu lại tâm của mình để xem cái mình tham có nhiều không, hay là nếu không nhiều là mình mừng, mình vui, là sự tu tập mình có kết quả. Chứ không phủ nhận được rằng là không được có quyền dám khẳng định là tôi không có tham. Mình sanh ra là đã mang các cái chất độc rồi, những con rắn độc đã theo chúng ta trong nhiều kiếp rồi. Và kiếp nào biết tu là ráng tu cho nó rốt ráo đi, để nó hóa giải cái độc địa đó. Sự tham lam của con người to lớn vô cùng vô tận, cho nên ghê gớm lắm. Tham lam và ích kỷ là bản năng sẵn có trong mỗi một con người. Cho nên bài pháp này sẽ là đến với tất cả, kể cả sư nữa, chứ không thể nói là sư dành cái bài pháp này cho những kẻ cấp. Sư nói rằng cái tham nó biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau, chứ không phải ăn cắp mới là tham. Lòng tham của con người, đã chưa nào, là một tội cực ác. Muốn chiếm đoạt tài sản của người khác thì có thể giết người không gớm tay. Cái chuyện đó hàng ngày trên báo chí, trên mạng internet, mà nhất là báo công an, không có tờ, có số báo nào mà không nói về những con người bị là công an truy bắt hoặc bắt được bởi vì phạm tội cướp của giết người. Nhất là cái giai đoạn bây giờ nè, đó, đời sống nó, tình hình kinh tế nó có những cái phần xuống cấp. Rồi con người vốn quen hưởng thụ, làm ít mà hưởng nhiều, cho nên sanh ra sự trộm cắp, và do vậy tạo những cái quả báo, tạo những cái nghiệp rất là trọng, như là giết người, và thậm chí giết những cái bà già chỉ lấy để vài ba trăm ngàn đồng mà thôi. Như là cái tham nó làm cho tâm con người mê mờ hết. Con người ta muốn cái gì mà chánh niệm tỉnh giác, đó là có trí tuệ. Còn không, người ta làm mà ta luôn luôn binh vực cho chính mình. Người ta nghĩ là mình đúng thôi, chứ không bao giờ biết rằng những cái nghiệp đó sẽ dắt chúng ta vào địa ngục lầm than. Cũng do tham lam mà con người, do cái tham ăn, con người có thể giết tất cả các loài động vật. Trong khi cái giới đầu tiên Đức Phật dạy cho người Phật tử không sát sinh hại vật. Bây giờ ai cũng nói với sư rằng bây giờ người ta ăn chay nhiều lắm sư. Đúng, so với hồi xưa là nhà hàng chay và tiệm chay nhiều. Những ngày lễ ở các chùa, Phật tử, sinh viên, học sinh, rồi kể cả những người mù lòa đó cũng về chùa để mà ăn chay. Ăn chay nhiều hơn, biết tu nhiều hơn. Nhưng mà nói nhiều chứ vẫn không nhiều. Bởi vì sư đi dạy là sư đi ra miền Bắc, miền Trung đó, sư đi máy bay. Nguyên cái máy bay đó, thấy có sư, mấy ai là sư thì ăn chay thôi. Còn nguyên cái máy bay cũng ăn thịt cả cái máy bay. Cho nên có nhà chay, tiệm chay vậy, chứ còn mình thấy ở cái cộng đồng chung của đất nước mình đó, thì vẫn không phải là nhiều. Người ta vẫn ăn thịt của chúng sanh vẫn là nhiều. Và đó là lòng tham ăn. Cho nên nó giết chúng sanh mà không có biết đó là tội lỗi. Và không biết thương là chúng sanh cũng ham sống sợ chết như mình. Đạo tràng ở đây trì đại bi chắc chắn không có ai giết. Đạo tràng ở đây trì đại bi là không bao giờ thích cái chuyện giết, không muốn người giết, mà không bao giờ nói tôi giết cho chị ăn nghe mà mình ừ hết. Nói tôi cử giết và tôi giữ giới, nhưng bà giết thì tôi ăn, mà chắc cũng không có rồi đó. Đều là phạm hết.
không giết, không bảo người giết, không biết người giết. Mình phải biết tôn trọng sự sống. Nhưng mà nhiều khi người ta tham ăn đó, thì người ta vẫn là làm các việc ác. Rồi cái lòng tham của con người đó là tham danh, tham đất đai, tham lãnh thổ, cho nên nước này chiếm nước kia. Mà cái sự chiếm đoạt đó lúc nào cũng đi cùng với là bom đạn, chiến tranh và chết chóc. Và cái quả báo của những con người làm ra vũ khí, rồi đem vũ khí đi chiếm đoạt nước này, bắn giết nước kia, cái quả báo đó rất là kinh khủng. Trong nhiều kiếp lầm than trong địa ngục, khi làm thân người thì mạng sống ngắn ngủi, bị người truy bắt giết trở lại, hoặc sinh trong gia đình phải mồ côi, không cha không mẹ, anh em giết nhau, anh em hại nhau, sống không toàn thây, chết không toàn thây, vân vân, đều là quả báo của những con người vì lòng tham mà làm tổn hại đất nước khác, tổn hại sinh mạng người khác. Cho nên người Phật tử không thích chiến tranh, không tán thành sự chém giết, cãi nhau, đánh nhau. Mình đến là phải giảng hòa, phải đem sự hòa bình yêu thương đến. Các vị trì đại bi mà người ta cãi nhau, người ta đánh nhau, các vị nói một hai câu làm người ta muốn giết nhau luôn, quá sức nguy hiểm. Như là lời nói có lưỡi dao ở trong đó, chứ các vị đừng có nói là phải cầm súng mới là bắn giết. Nhiều khi hai vợ chồng người ta có xích mích nhỏ, mình nói vô hai ba lời, hai vợ chồng người ta muốn ly dị nhau luôn, thì tội của chúng ta vẫn là tội giết người. Chứ đừng có nói là cầm dao, cầm súng mới là giết. Lòng tham sắc dục của con người thì có thể phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Lòng tham sắc dục hiếp dâm trẻ em. Bây giờ các cái tòa án đó, mà người ta xử những người hiếp dâm trẻ em lại rất là phổ cập trong cái giai đoạn này. Ghê như vậy. Có những chuyện loạn luân là cha hiếp dâm con luôn, là vì lòng vô minh và tham dục. Cho nên làm những cái chuyện tội lỗi như vậy, làm ô nhục người phụ nữ và ô nhục những em bé gái hoặc những em bé trai còn rất là ấu niên, là do lòng tham dục mà không có trí. Con người sống theo lòng tham của mình. Và chúng ta nghe, chúng ta nói mình không có cái đó, thì mình mừng, mình vui, mình hoan hỷ, là cái sự tu tập của mình, cái nhân tốt của mình, nó đã sống với mình trong nhiều kiếp, nên tiếp tục mình phát huy lên. Nhưng thế giới này, chung quanh chúng ta, con người ta vì tham, ta làm nhiều chuyện rất là tày trời, không thể nói hết. Cũng vì tham sắc dục mà người ta giết con, nạo thai, phá thai. Không biết bao nhiêu thai nhi phải bỏ mạng một cách vô cùng đáng thương, tội nghiệp. Mà tại sao phải phá thai, nạo thai? Ngoài một số hoàn cảnh gia đình không thể nuôi nhiều con, mà bây giờ còn phải sợ không dám phá thai nữa. Còn giới trẻ hoặc những cái mối quan hệ vợ chồng không chính đáng, nó sanh ra bào thai, thì lên bệnh viện hoặc đến những cái chỗ tư nhân nạo phá thai, chỉ mấy phút đồng hồ là xong. Có biết đâu đó cũng là một thân xác, một con người. Khi tinh cha huyết mẹ gặp nhau để hình thành một cái tế bào sống đó, tức là đã là một sinh mạng. Các vị không được nghĩ rằng chưa hình thành con người, phải mấy tháng ra con người mới là giết người. Còn đây chưa có gì hết, các vị đừng nghĩ như thế. Khi một người mẹ có dấu hiệu đã thọ thai, nghĩa là trong cái thân thể của bà mẹ đã mang một cơ thể sống. Cho nên người con của Phật tu tập lạy sám hối, trì đại bi, đừng có bao giờ phá thai, nạo thai. Muốn không làm cái tội lỗi đó thì phải có sáng suốt, có trí huệ trong cái vấn đề quan hệ vợ chồng. Không, đừng có chạy theo cái lòng tham của mình, cái lòng ham muốn sắc dục của mình, rồi cuối cùng mình phải đưa đến chuyện giết đi những bào thai, gọi là giết con mình từ trong trứng nước. Cái vấn đề phá thai bây giờ ở Việt Nam của chúng ta lộng hành nhất là giới trẻ, sinh viên và học sinh. Và
Chính cái vấn đề tự do, sống tự do, phóng túng và buông lung như vậy mới còn bé mà đã tạo tội giết người rồi. Cho nên cái thế kỷ này chúng ta phải tu cho nhiều và phải nhắc nhở con cháu chúng ta phải biết thế nào là nền tảng đạo đức trong một kiếp sống. Ai có lầm lỡ những vấn đề này do biết hoặc không biết, phải đặt tên cho những thai nhi đó, rồi phải nguyện với Phật là không có tái phạm. Chứ không thôi, những cái hương linh, những cái vong linh đó tham sơ thất sở, không bao giờ có thể, khó mà được một lần mà vào trong bào thai mẹ lắm. Phải có nhân duyên với mẹ, với cha, phải có đầy đủ các yếu tố mới hình thành một bào thai. Mình giết một cái biết chừng nào nó có cơ hội làm người được. Tại Đức Phật dạy khó lắm mới được thân người, các vị nhớ điều đó. Mà trong khi đó rất là nhiều người đến nói với sư rằng con lấy chồng mấy năm rồi vẫn không có con, làm đủ cách hết vẫn không có con. Còn có người thì người ta lại giết các bào thai một cách dễ dàng, nó cũng do lòng tham dục. Vậy lòng tham quá là ghê gớm, thường mang đến cho con người tội lỗi và sự khổ đau không sao nói hết được. Và tội ác của lòng tham nó không từ ai, cho nên sự khổ đau nó sẽ đến với tất cả chúng ta. Con bất hiếu cũng do lòng tham, anh em ruột thịt chia lìa ly tán cũng do là của cải, vợ chồng ly dị, con cái mất cha mất mẹ cũng là do lòng tham. Ông chồng không chung thủy, một vợ một chồng không muốn, cũng phải có một vài cái gì, những người tình nhân khác. Cho nên người vợ đâu có chấp nhận ly dị, làm cho những đứa con còn bé đã phải sống mất mẹ mất cha. Hoặc là có những người vợ cũng có những tình nhân, làm cho người chồng thấy như vậy thôi tôi cũng phải có tình nhân. Mà thế gian hay nói ông ăn chả bà ăn nem, để làm gì? Để cho đỡ tức. Là cuối cùng con mình nó lớn lên trong một hoàn cảnh cha mẹ không có đạo đức. Và cứ như thế, lòng tham nó phát tác. Chiến tranh từ nước này đến nước khác, người người giết hại lẫn nhau, trùng trùng điệp điệp cũng bởi lòng tham mà ra. Như vậy, chúng ta cũng xét lại. Mình không có giết người rồi, mình không cướp của rồi, nhưng có tham ăn không, tham ngủ không, ích kỷ không, muốn tất cả là của mình không, muốn cái gì, cái hay, cái tốt phải thuộc về mình không? Đó. Muốn trong nhà, mẹ phải thương mình nhất, không muốn mẹ thương ai. Cũng là cái lòng tham, tham ái, tham ngã. Vừa rồi sư mới giảng ở khóa tu mùa hè, ở chùa Vạn Phước, ở Châu Pha, Bà Rịa, Vũng Tàu. Sau cái đêm thắp nến tri ân, một em gái, chắc cỡ học sinh lớp 8, nó lên, nó khóc, nó nói con xin sám hối. Bởi vì sư vừa giảng pháp cho chúng con nghe, vừa thắp lên những ngọn nến để tri ân cha mẹ và cầu nguyện cho cha mẹ sống đời với con, thì con đã là rất là ân hận. Bởi vì là con làm cho cha mẹ buồn nhiều hơn là vui. Thì sư nói con làm buồn cái gì, con kể cho các bạn nghe đi. Thì bạn mới nói rằng, bạn nói thật lắm, nói một câu mà giờ sư vẫn nhớ. Thưa sư, cái gì mẹ con có là con phải có. Đó là cái thứ nhất. Tất nhiên là cái điều mà nó lười biếng, nó cãi mẹ là đương nhiên nó nói rồi. Nhưng cái gì mẹ con có là con phải có. Đó, các vị nghĩ đi. Và trên tay nó đeo một cái đồng hồ màu hồng rất là to. Trong cái tuổi nó đeo cái đồng hồ nó quá khổ. Sư nắm một cái tay nó sẽ đúng rồi, nhìn cái đồng hồ là biết là em đòi hỏi. Tay thì bé xíu mà đeo cái đồng hồ bằng cái miệng ly này nè. Chạy theo cái gì? Những cái sự đua đòi của bạn bè. Mà chắc có lẽ mẹ cũng có một cái đồng hồ của người lớn thì nó phải có một cái. Nó nói thật là mẹ có cái gì, em phải có cái đó em mới chịu. Rồi có một em ở trong chùa của sư cũng là nói lời sám hối ăn năn cha mẹ. Thì nó nói rằng mỗi lần mà mẹ bảo nó cái gì á, nói mẹ làm đi, rồi mẹ làm hết. Nhưng mà nghe sư giảng xong rồi đã nghe những câu chuyện người bạn mất cha mất mẹ đó, thì nó sợ quá. Nó sợ một ngày nào đó không được nghe nói
con ơi làm cái này cho mẹ đi. Nó sợ rằng một ngày nào đó mẹ và cha sẽ ra đi, cho nên nó ăn năn, nó thức tỉnh. Cái chuyện đó sư muốn nói là gì? Các em nói thật lòng rằng nó thấy mẹ có cái gì, nó phải có cái đó. Nhưng mà con bé mà nó biết đòi, nhỏ xíu mà nó đòi trang điểm rồi gắn phấn sáp môi son rồi đeo các cái đồ trang điểm là bắt chiếc người lớn. Làm đẹp nhưng cũng là lòng tham. Tốt nhất nhỏ là phải lo học hành thôi, đúng chưa nào? Mà cái tham nó đi theo các con của mình, nó hình thành cái tham nó càng ngày càng nhiều. Cho nên rất là nhiều cái bài phỏng vấn đối với giới trẻ đó, người chồng tương lai của bạn là gì? Rất là nhiều người trả lời cái tiêu chuẩn số 1 là giàu có. Một số ít trả lời là người chồng đạo đức. Còn phần lớn là giàu có công ăn việc làm, có hộ khẩu ở thành phố lớn. Tức là gì? Lòng tham nó đưa đến những câu trả lời như vậy đó. Cho nên nguy hiểm biết bao nhiêu. Trong khi có giàu có cách mấy, con người ta cũng khổ đau. Nhất là cái sự giàu mà bởi lòng tham nó lại không bền. Phải chánh nghiệp, chánh mạng và phải có phước đức thì cái của cải đó nó mới lâu bền. Các vị phải nhớ, phải dạy con cháu mình như thế. Trong nhà Phật, ngoài vấn đề nói nọc độc tham sân si phá hoại đời sống tâm linh của mình, đời sống tinh thần của mình, sư còn muốn nhắc các vị đó là năm triền cái là kẻ thù lớn nhất của người Phật tử. Năm triền cái. Triền cái là gì? Sư chỉ nói một cách ngắn gọn đó, là những cái phiền não mà nó đi theo tâm của chúng ta, nó làm cho tâm của chúng ta không có thăng hoa được, trầm mịch, nặng nề và tạo tội. Thì năm triền cái đó là tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử và nghi ngờ. Thì cái tham dục là một yếu tố, là tham, sân hận là sân, hôn trầm, trạo cử và nghi nó thuộc về si. Tức là tam độc tham sân si đó phân tích ra thành năm cái triền cái đó. Cái triền cái nào cũng là một tên giặc đánh phá công đức, tiêu tan phẩm hạnh, đưa chúng ta trôi lăn trong luân hồi. Mà hôm nay thì sư chỉ nói cái triền cái đầu tiên là lòng tham. Đức Phật không nói si sân tham mà cứ tham sân si. Mà năm triền cái cũng tham lam rồi sân hận, rồi hôn trầm rồi trạo cử nghi ngờ, cũng chữ tham đầu tiên. Như vậy rõ ràng Đức Phật muốn nói rằng trong mỗi chúng ta cái yếu tố tham nó luôn ngự trị. Chứ đừng có nói con tu lâu rồi con hết tham. Mà cái tham nó biểu hiện ở nhiều mặt lắm, nó vi tế lắm, phá hoại tinh thần đạo đức của chúng ta. Do vậy người con của Phật đề cao cảnh giác. Khi mà cái tâm của mình nó khởi cái niệm mà niệm tham á, là mình phải biết để mà ly tham, để loại trừ. Cho nên cái người con của Phật á, mà có trí tuệ là chánh niệm là làm đầu. Mà làm sao chánh niệm? Là nhờ tu nè, nhờ nghe pháp nè, nhờ trì đại bi, lạy hồng danh nè, tụng kinh, ngồi thiền. Cho nên chúng ta mới có chánh niệm. Còn cái miệng chúng ta nói chánh niệm mà không có pháp để tu tập, chúng ta sẽ không bao giờ loại trừ được những cái nọc độc đó. Tại nó ăn ở trong máu, chứ không phải nó nằm một cục ở chỗ này. Chúng ta thấy hàng ngày rồi nó có teo từ từ cho mình thấy không? Không, nó ở trong máu của mình. Các bậc thánh, chư Phật và Bồ Tát thấy rõ cái tham. Cái người đó đến gần nghe cái từ trường đó, nặng nề là biết tham sân si rất nặng. Còn mình chỉ thấy cái xác phàm thôi, mình đâu có thấy gì đâu, hết sức là nguy hiểm. Cho nên cái tham là ác pháp đầu tiên mà chúng ta phải tu tập. Đức Phật nói trong mỗi con người có ba nọc độc: tham độc, sân độc và si độc. Hay là tham tùy miên, sân tùy miên, si tùy miên. Đó là những độc độc làm cho chúng ta tạo tội và phải luân hồi. Mà như sư nói, nó ở trong máu mình đó, cho nên khó mà loại trừ được nó. Cho nên chúng ta nghe bài pháp hôm nay, chúng ta phải xem coi cái tham á,
cái thô tế là hành động thì không thấy, nhưng mà trong máu chúng ta nó còn hay không? Đó là cái vấn đề chúng ta phải quan tâm. Cái tham trước hết, sắc, sắc là nhìn thấy sắc, mê sắc đẹp. Thanh là âm thanh, hương là mùi hương êm dịu, vị là nếm vị ngon, xúc là cảm giác êm dịu, ngọt ngào. Chúng ta, con người trên thế gian ai cũng sẽ mê năm thứ đó. Sắc là ai cũng thích đẹp rồi đó. Thấy chưa nào? Ai cũng thích đẹp. Mua thì phải lựa cái đẹp rồi. Tự nhiên nó đi vào trong chúng ta, nhỏ xíu là biết lựa chọn rồi. À, chứ đâu phải đợi lớn đâu. Cho nên mê sắc là từ cái mắt mà mê sắc. Mà đời thế gian này người ta khổ cũng vì là mê sắc đẹp. Mà sanh ra ngoại tình, mà sanh ra vợ lớn, vợ bé cũng là mê sắc. Tạo tiếp tục tạo nghiệp. Rồi cái mình tạo nghiệp, hai ba vợ, hai ba chồng đó, mình nói vậy, do nghiệp của con phải trả. Chúng ta đừng quên rằng nghiệp là do cái chủng tử, những cái của kiếp sống trước thúc giục chúng ta. Mà thêm một yếu tố là duyên, là do chính chúng ta muốn ở trong đời này nữa. Hai thứ cộng lại. Còn người ta sáng suốt là người ta phải làm chủ, phải tỉnh giác để mà chuyển nghiệp. Còn con người không sáng suốt thì đi vào con đường tạo nghiệp và đổ thừa, đó là nghiệp. Các vị nhớ như vậy đó. Cho nên cái sắc là dành cho con người ta may say đắm phản bội và sống trong cái sự là gì? Mất hết tất cả những chánh niệm tỉnh giác cũng vì sắc đẹp. Con người ta ai cũng thích âm thanh, lời hay, lời ngọt và lời khen. Đó, gió bát phong thì cái tiếng lời khen, tiếng chê là một ngọn gió hết sức quan trọng. Ở đây không ai thích lời chê hết. Phải không nào? Sư cũng vậy thôi, phải thích lời khen thôi. Nhưng mà chúng ta tu tập rồi đó, thì chúng ta phải biết là khen hay chê cũng là ngọn gió. Nó đến rồi nó sẽ đi, bay đi. Đừng chấp vào lời khen để mê đắm, và đừng chấp vào lời chê để rồi khổ đau. Bởi vì khen chê qua lời nói đó như là gió thoảng mây bay thôi. Mà cuộc sống người ta rất là mê những âm thanh giọng nói. Còn người ta chết vì lời nói. Mà người đàn gái, phụ nữ, thiếu nữ là yêu qua cái lỗ tai, là nghe mà yêu thôi đó. Còn đàn ông là yêu qua con mắt, là nhìn sắc đã say đắm rồi. Cái đó cũng là do một là tham sắc, hai là tham những cái âm thanh quá sức hay ho, ngọt ngào mà không biết là giả dối hay chân thật. Người ta khổ vì cái âm thanh nhiều lắm. Mà nghe cái âm thanh êm dịu, ngọt ngào quen rồi đó, nghe cái lời nào nó cứng cỏi là chịu không nổi. Do vậy, chỉ tìm cái âm thanh ngọt ngào, chính vì vậy mà bị lừa. À, các sư này cũng bị lừa nè. Người ta sẽ đến, người ta sẽ nói là tôi muốn cúng cái này, con muốn phát tâm cái kia, tiền triệu, tiền trăm triệu, tiền tỷ. Và cuối cùng là lừa các sư chứ chả có gì khác. Nhưng muốn khi trước khi lừa là phải nói lời hay, phải nói tâm của con thế này, lòng của con thế nọ. Mà sư mà không chánh niệm tỉnh giác thì sư cũng bị là lòng tham chi phối. Chà, sắp cúng rồi đây, phải không nào? Bắt đầu là nó làm một chập cái nó lừa các sư. Không chỉ không cúng gì cho Tam Bảo mà còn hốt của Tam Bảo đem đi. Thế cũng là do cái tai mình nghe lời hay quá, mất đi chánh niệm, mất yếu tố tuệ giác. Thì các vị cũng vậy, trong cuộc sống chúng ta ít chỉ một lần cũng đã bị lừa vì lời nói quá hay ho. Cho nên đó là ham nghe lời hay, ham nghe âm thanh tuyệt hảo. Mùi hương cũng vậy, phải chưa? Ai cũng thích mùi hương vi diệu, mùi hương thanh tao, ngọt ngào. Cái mũi này cũng say đắm với những là cái mùi hương đó. Như các sư cũng vậy đó. Hương gì? Thắp cái nén nhang lên mà là trầm thiệt là thấy thích rồi. Mà trầm giả ướp dầu thơm vào trong là sư ho, sư sặc rồi. Cho nên sư cũng thích thắp cái nén hương mà là trầm thiệt. Cái người ngoài thế gian phải thích cái mùi nước hoa xịn, thiệt. Hoa hồng phải tỏa mùi hương thích hơn. Cái gì có mùi thơm là tự nhiên hút chúng ta đến. Bởi vì là mũi thích đắm nhiễm
các cái mùi hương. Vị là lưỡi thích ăn ngon, mà cũng vì ăn ngon là tham, tham ăn. Phải chưa nào? Tham ăn, rồi nếm thứ này thứ khác, và cũng vì tham ăn mà con người ta tạo các nghiệp tội. Chỉ vì một bữa ăn đôi khi là người ta tạo tội. Sư nhớ lại một câu chuyện cách đây mấy tháng trước, ở tại vòng xoay Tam Hiệp Biên Hòa, có một chiếc xe tải, nó chở trên xe là 1.500 thùng bia. Và do nó bị bể cái đồ đậy xe đó, những cái thùng bia nó rơi xuống đó, nó rớt tét đổ ra, nó rơi trên cao xuống trên các cái thùng bia đó, lăn long lóc hết. Thì tất cả những người nhìn thấy cảnh đó không hề tội nghiệp cho người tài xế chở thuê cho chủ mà lao vào cướp giật những thùng bia và lon bia đó. Người tài xế quỳ xuống lạy, lạy các ông các bà, đây không phải là bia của tôi. Nhưng con người Việt Nam của chúng ta dằn dặt những lon bia đó, tạo ra một cảnh dằn dặt ngay vòng xoay ở Tam Hiệp Biên Hòa. Người tài xế khóc rồi lạy, sư không bao giờ quên những cái câu chuyện đăng đầy trên các trang mạng. Mà ta chụp cái hình là hàng trăm con người bu vào để dằn dặt những cái lon bia đem về. Tham ăn, tham uống, và tham là không mất tiền mà có. Cho nên mặc kệ cho người tài xế một mình đứng đó bất lực, không làm sao được quản lý được, đâu phải một thùng đâu mà 1.500 thùng, thì biết bao nhiêu lon bia. Thì bia cũng là vốn là một trong những cái thứ thức uống mà làm say lòng người. Nhưng mà ông này ông chở dùng cho chủ không? Rồi ông lại lấy cái tiền chở thuê. Nhưng mà con người ta đem về để làm gì? Để trưa nay có một bữa ăn và được uống mà không mất đồng nào. Cho nên lao vô dằn dặt, bất kể rằng mình sống trên sự đau khổ của kẻ khác. Thế uống rồi thôi thì cũng hết, ngủ phè một giấc rồi cũng chẳng còn gì. Nhưng bao nhiêu người khổ đau cũng là do cái tham ăn, tham uống, tham lam mà sanh ra. Cái lòng tham con người kinh khủng như thế. Trong khi đó, mình cứ lúc nào nói Phật giáo đồng hành cùng dân tộc đó. Và Phật giáo đi đến đâu là hòa bình, an vui và hạnh phúc. Mà tại sao mình làm những cái việc mà làm người ta khổ đau? Mà mình cứ nói Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Nếu Phật giáo đồng hành với mình thì mình phải nhớ Đức Phật dạy cái gì, mình phải làm cái đó. Đức Phật dạy đừng có tham. Mình khi con người ta lao vào dằn dặt thì là bất kể. Cũng có một lần ở Hà Nội, người ta khai trương một cái tiệm ăn. Hình như là nó khai trương cái tiệm bán sushi đó. Nói sushi chắc những vị mà ăn nhà hàng rồi này kia chắc biết là một cái thức ăn của Nhật Bản. Nó cuốn cái cơm nếp vào trong là rong biển, rồi để chung với các thứ thức ăn khác cho người ta. Thay vì bỏ cơm vào trong chén thì cầm từng cái cuốn như là chả giò vậy đó, nhưng mà nó cuốn trong cái rong biển, nó gọi là sushi đó. Thì khi mà nó khai trương cái nhà hàng đó trên cái phố Đoàn Trần Nghiệp ở Hà Nội thì hàng nghìn người đã chen lấn xô đẩy nhau, thậm chí xảy ra tai nạn bởi vì dành một cái suất ăn miễn phí trong ngày khai trương. Ngày đó ai đến đều được một suất sushi miễn phí. Thế là không phải một chục, một trăm mà hàng ngàn người đến cái nhà hàng đó để dành cái suất ăn miễn phí đó. Mà nếu mua đó vài chục ngàn bạc, mà chỉ vì ăn và đỡ tiếc vài chục ngàn, hàng ngàn người đã dành nhau trên cái nhà hàng tại phố Đoàn Trần Nghiệp Hà Nội. Sư cũng được nhớ cái câu chuyện đó ở trên cái trang mạng internet. Mà mình nhìn thấy cái cảnh đó, sư nói gì? Quá nhục nhã. Rất nhiều con người đã buông hai tiếng nhục nhã. Đúng là mất đi một miếng lộn gan trên đầu. Nó có mà sao mình không có? Phải dành cho bằng được. Bất kể là sự chen lấn đó đã đánh nhau và có những người bị thương tích trên người chỉ vì một suất ăn sushi ở cái nhà hàng khai trương đó thôi. Cho nên đừng có nghĩ rằng ở Việt Nam mình mà nơi nào tổ chức ăn buffet đó mà thành công đó là thể hiện con người văn minh. Trong khi cách ăn buffet là ở nước ngoài là chuyện bình thường.
lấy một cái dĩa, lấy đủ thức ăn cần có và về vị trí ngồi ăn. Ăn xong đi cất dĩa vào trong cái nơi rửa, hoặc ở những trường thiền là tự rửa. Nhưng buffet ở Việt Nam không phải nơi nào cũng tổ chức được, cũng vì tham mà người ta ăn á, thì không biết, nghĩa là bụng thì nhỏ, mắt thì to, lấy rất nhiều sao lại bỏ phế, rất là tội lỗi. Xin nhớ hồi đó ngoài chùa Tam Thiện ở Long Thành tổ chức một cái lần lễ Vu Lan đó, có sư ngoài đó nè làm lễ chúc thọ cho ông bà cha mẹ. Một bạn học sinh đã đề nghị là thưa sư hãy làm buffet. Thì sư trụ trì là ở ngoài cái vùng quê đó, thì cái vùng đó thì cũng chưa từng làm, mới nói không biết làm. Thì cái bạn học sinh đó là người ở thành phố Hồ Chí Minh, mới nói là con làm được, sư làm cho con những món này món này, rồi bưng nồi bưng dĩa bưng khay lên để tổ chức. Sau khi làm lễ chúc thọ là sư là cái người là thuyết pháp về chữ hiếu và chúc thọ cho ông bà cha mẹ. Các vị biết ông vừa mới là làm lễ dứt xong một cái rồi, chương trình văn nghệ chưa kịp hát bài nào hết, ùa ra. Tại vì là thấy là thức ăn tự chọn cho nên sợ hết. Và nó buồn cười hơn nữa là có những góc 7-8 người ngồi mà trước mặt là nguyên một cái nồi súp, tức ăn một món đó thôi, mà dành được một cái nồi đó để ăn, chứ không có phải là lấy dĩa để mà ăn nhiều món. Và nguyên một cái nồi chè là bị bê đi mất luôn, tức là ta khi nồi chè ta chở ra xe ta chở về luôn. Các vị mắc cười phải không nào? Mà chuyện đó là sư chứng kiến thôi. Mà cái trụ trì là chị ruột của sư đấy. Chị nói thôi nha sư hương nhũ, từ đây là đừng có bày cái trò này ra nghe chưa, mất hết nồi hết son mất hết rồi. Và rất là nhiều người đói, đói bụng, là bởi vì mặt ai nấy bưng. Và có những ông cụ già mà mới được con cháu chúc thọ xong, đeo bông hồng, bông hoa rồi xong là ngồi xuống ăn đúng một món xôi vì không còn gì hết, mà cũng phải dành nhau chút thôi hết nữa chứ. Tham như vậy đó các vị, mà ra là cứ là sợ hết thôi, mặt ai nấy giật. Đó các vị nói tu lâu rồi đâu có tham, thì đến chùa đó mà thà chở nguyên nồi về còn hơn là không có ăn. Mà cứ thử bữa hôm đó mình không ăn xem có chết không. Không chết, nhưng vì mất đi một miếng lộn gan trên đầu, sự tức tối là nó có, sao mình không có, mà thành ra dằn dặt cho bằng được. Cho nên chúng ta đừng quên rằng người Việt Nam của chúng ta đến một số nước làm xấu đó. Làm xấu đến mức độ mà nhiều người ta không dám nhận là người Việt Nam nữa. Tại vì ăn cắp ở các siêu thị, ăn cắp ở những nơi công cộng, mà nghĩ rằng không biết. Đó, cuối cùng truy ra người Việt Nam. Hai đứa con thấy cha mẹ nghèo ở Nghệ An, đi ra nước ngoài làm ăn, ba anh em, cuối cùng ba anh em vào tù hết. Bởi vì là sang nó làm những cái việc gì? Phạm pháp. Mẹ già còm cõm nghĩ con đi nước ngoài mang một cái gì? Một cái sản nghiệp gì đó, một cái sự vẻ vang gì đó, cứ nghĩ đi nước ngoài là giàu có. Trong khi nước ngoài, nước trong gì cũng phải bằng sức lao động chân chánh mà thôi. Và sư nghĩ rằng không có đâu hạnh phúc bằng ở Việt Nam cả. Thế là ba đứa con tìm mọi cách để đi ra được nước ngoài, xuất khẩu lao động gì đó ở tại Pháp. Chưa gì hết là đã vào tù hết cả. Và mẹ ngồi đó, người ta đến phỏng vấn mẹ, mẹ có biết gì đâu. Mẹ nói dạ ba đứa con nó thấy mẹ khổ quá, đi ra nước ngoài để làm ăn. Mẹ còn chẳng biết chúng nó đều vào tù cả. Nó là tham bằng công sức lao động. Có trí tuệ thì làm các công việc về trí tuệ. Có sức lao động thì làm việc về sức lao động. Tất cả đều đóng góp công sức để xây dựng quê hương đất nước. Sư phải nói cái người Nhật Bản đó, các vị, họ rất là quỷ luật và mẫu mực. Sư có duyên sang Nhật 2 lần. Mà các vị biết rằng đó, người Nhật họ lao động nghiêm túc lắm. Ví dụ 7 giờ sáng bắt đầu làm việc, mà họ đến 7 giờ 5 phút là trễ 5 phút, là đã có cái máy tính trễ 5 phút. Trễ 10 phút là có máy ghi vô là 10 phút. Và cuối tháng là ta cộng lại để ta trừ cái lương đi. Cho nên là rất là nghiêm chỉnh. Tất cả là người ta đi làm từ giám đốc cho đến nhân viên đều bình đẳng trong vấn đề chấm công như vậy. Cho nên nghiêm túc lắm. Mà người Nhật họ cũng yêu nước lắm. Việt Nam mình cũng yêu nước, nhưng mà tinh thần quỷ luật tự giác là mình thua xa người Nhật. Và các vị biết không, một chiều đó sư thấy một cái cửa hàng đó nó bán mì, thì
sao mà đông người ăn quá, xếp hàng dài 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 ra tới vỉa hè ngoài đường, chắc phải là gần 100 người. Mà trong khi mình cũng mới ăn tối với đoàn đây, vào trong cái nhà hàng đó ngồi, ngồi bằng cái ngồi trên gối, cái tọa cụ như các vị vậy đó, chứ không phải ngồi trên ghế bàn. Nên chưa ngồi dưới đất, trên các tọa cụ rất là lịch sự, và mỗi người một phần ăn rất là đàng hoàng. Vậy mà sao? Sư thấy cái đằng kia người ta xếp hàng dài như vậy. Sư mới hỏi cái người dẫn đoàn đó, là sao không vào trong nhà hàng đây ăn mà xếp hàng chờ quá trễ như thế, dài như vậy. Và các vị ông, cái lúc sư đi đó là lạnh lắm, tuyết rơi, mà người ta đứng ngoài lạnh người ta xếp hàng như vậy. Thì cái người dẫn đoàn là một cái người ở tại Nhật biết nói tiếng Anh. À thưa sư, cái cửa hàng này người ta xếp hàng đông là vì đây là cửa hàng bán mì bình dân, chỉ có năm bao nhiêu đó, mấy yen đó là một cái tô mì thôi, cho nên nó hợp với túi tiền lao động. Và vì vậy đi làm về người ta xếp hàng ở đây được ăn cái tô mì đó. Nhưng mà không hề chen lấn, trời thì lạnh, bụng thì đói, cứ xếp hàng cho đến phiên mình để mua cái tô mì đó. Và sư tò mò lắm, chạy lại nhìn coi cái tô mì đó ra sao. Các vị biết không, không có thịt, không có tôm, không có gì hết á, chỉ có mì với nước và mấy cọng rau thôi. Và người ta ăn cái tô mì là xong bữa cơm tối. Và xếp hàng dài như vậy để chờ đợi. Bắp còn đắt tiền hơn cái trái bắp á, còn mắc tiền hơn cái tô mì đó nữa, cho nên xếp hàng để ăn cái tô mì đó. Các vị thấy không? Và cái hình ảnh nó lại gợi lại trong sư một lần nữa, khi mà cách đây 2 năm cái nạn động đất rất lớn xảy ra ở bên Nhật. Nghe chưa nào? Người ta chỉ đói khát biết bao nhiêu đó, và người Nhật lại xếp hàng để chờ nhận lương thực một cách thứ tự. Cái sau cái thảm họa kép vừa động đất vừa sóng thần xảy ra đó, người ta đói khát vô cùng, nhưng mà vẫn làm cho sư xúc động khi thấy người ta bắt đầu xếp hàng. Ta xếp hàng để tới phần mình nhận, chứ không phải đổ thừa vì đói vì khát mà cướp giật. Cho nên sư vẫn kính phục người Nhật Bản những cái đặc điểm về tinh thần kỷ luật và ý thức sống tập thể. Và hơn nữa, không để cho cái lòng tham chiến thắng mình. Có tham, có đói, có khát, nhưng cũng còn phải bao nhiêu người chung quanh. Cho nên họ kiên nhẫn đứng chờ đến lượt của mình. Các vị biết như vậy đó. Có những người còn hy sinh suất ăn của mình luôn. Có người không có phiếu, người khác hy sinh suất ăn cho người có phiếu, cho người không phiếu, bảo rằng người đó đang đói mà lại bệnh tật nên hy sinh. Còn mình đó nha, lòng từ bi là có nè. Thấy chưa nào? Cứu trợ là nhiều nè. Làm nhiều việc thiện nè. Nhưng mà đụng cảnh á, thấy người Việt Nam mình rất tham. Mà nói câu đó sư xin lỗi, không phải tất cả những con người không làm chủ được lòng tham. Đâu phải người Hà Nội nghèo mà vì một suất ăn khai trương mà giành nhau đến mức độ gây ra tai nạn. Thì người Nhật Bản không có chuyện đó rồi đó. Thuốc đắng giả tật, lời thật mất lòng. Chúng ta đừng nghe nói cho không mà chạy tới giành giật. Cho không thì cũng phải có thứ tự lớp la. Thì nhận, nhận phải có sự trân trọng, tôn kính trọng nhau. Còn vứt thí, chúng ta cũng không có vì miếng ăn mà giành giật những cái điều đó. Nói đến chuyện tham, sư nói đó, tham sắc, âm thanh, lời hay ý, tiếng đẹp, miếng ngon, vật lạ là cái miệng của mình, rồi cảm giác êm ái. Đó, cho nên cực khổ một chút là không chịu nổi. Vì là quen với cái cảm giác êm ái được chiều chuộng cái thân mình. Trong khi ở bên Mỹ, các vị biết không, sinh viên lớn lên là người ta đưa đi vào trong những cái trại mà ở đó có thể là trong 3 ngày không được tắm rửa, không có nhà cửa và ở trong những cái lều thôi. Họ tập nếp sống tự lập cho sinh viên và học sinh không có lệ thuộc vào cái môi trường sống êm ái. Thế về sau mới hy sinh được, mới sống tốt được. Còn người chúng ta nói hay hơn là làm. Nhớ như vậy. Nhân đây sư kể một câu chuyện về một cái ông này giàu dữ lắm. Mà tên cũng lại là Nguyễn Văn Thâm nữa chứ. Đã tham thì thâm, ông lại tên Thâm. Mà ông tham lắm các vị ơi. Ông giàu, giàu dữ lắm. Mà người ta nói rằng con người ta tham á, mà cảm thấy thích cái tham của mình, coi như tham là một chất ma túy.
Các vị có nghĩ ra như vậy không? Cái bệnh tham mà nó đắm theo mình như ma túy không rời được. Ngày nào mà không tham là cảm thấy ăn không ngon. Phải có tham một cái gì đó trong một ngày. Ghê như thế đó nha. Thì ông tham này, tên Thâm, có tiếng là lòng tham vô đáy. Tiền bạc của cải không bao giờ là đủ với ông. Ông gây gổ với anh em, ông bất hòa, bất hiếu với cha mẹ, rồi ông giành giật những tài sản lớn nhất cho bản thân ông. Khi ông bước ra đời đó, thì ông bóc lột, ông giành giật với những người lao động, những người người ăn kẻ ở, để mà ki cóp từng đồng từng cắc. Nghĩa là ông keo kiệt ghê gớm. Và bắt đầu có một người tìm cách để mà trị cái tội tham đó, nhưng mà cũng là hại ông luôn. Một ngày kia, cái chuyện này chắc là chuyện ngụ ngôn thôi, suy nghĩ rằng không đến nỗi như thế, nhưng mà cũng dám là có lắm. Có một người kia quý hóa lắm, mới đem cho tặng cho một con cá vàng nhỏ xíu đựng trong một cái bình bằng vàng. Bình vàng tức là cũng là mắc tiền rồi, nhưng mà tôi quý ông Thâm lắm, trên tặng ông con cá vàng. Phải chưa nào? Con chim quý phải ở lồng son, con cá vàng phải ở trong cái chậu bằng vàng. Chúng tôi tặng ông con cá và cả cái chậu bằng vàng. Ông Thâm thích lắm. Tại sao mà ông phải mua một món quà đắt tiền như vậy cho tôi? Ông nói không đơn thuần là con có vàng trong cái chậu vàng đâu, mà con cá vàng này ông hãy ráng nuôi đi. Nó nhỏ xíu nhưng nếu ông chăm sóc nó, khi nó lớn hết mức tối đa đó thì nó sẽ chết. Và lúc nó chết thì cái đặc điểm con cá vàng này nó sẽ biến thành nguyên một khối vàng ròng. Ông sẽ trở thành người không phải giàu nhất đâu, mà nhất thế giới luôn. Và ông này ông trân trọng lắm. Nói tại sao quý như vậy mà ông cho tôi? Tại tôi thấy ông biết quý của cải, còn tôi mắc căn bệnh hiểm nghèo, tôi sắp chết rồi, cho nên tôi kiếm người biết giữ của để tôi cho. Và cuối cùng ông Thâm nuôi con cá vàng nằm trong cái chậu vàng. Ngày nào á hả, cũng dành thời gian cho nó ăn và nó lớn lên trông thấy. Ông ánh nó bơi trong cái chậu vàng và nó lớn lên từng ngày từng ngày. Bỏ hết mọi chuyện, không còn nghĩ gì hết. Chúng ta tu, chúng ta quên hết mọi chuyện, chúng ta nâng hạt giống trí tuệ lên. Còn nó mắc nuôi con cá vàng, quên hết mọi chuyện, cho nên cũng đỡ khổ cho người lao động trong nhà ông đó. Nó lớn lên một ngày là ông nghĩ đến cục vàng đã to lên một chút. Tiếc gì chút cơm, chút gạo cho nó mà, nữa sao thành cục vàng to. Và nó lớn rất nhanh các vị ơi, nó lớn rất nhanh và càng lớn nó càng óng ánh. Và ông cứ tiếp tục chăm sóc nó như vậy. Rồi cái chậu vàng nó như thế nào? Nó chợt phải đổi sang cái chậu khác. Đó, rồi lại đổi sang chậu khác. Và ông vẫn kiên trì, bởi vì khi nó chết, ông sẽ có một cục vàng rất to. Và ông mất hết trí khôn bởi lòng tham. Đó, giống như các vị như thế nào? Các vị là cho vay lấy lãi đó, cũng là lòng tham kiểu này nè. Cho nó đi rồi nữa mình sẽ có cục lời to to lắm. Nhưng mà cái nghề cho vay lấy lãi cũng là một cái nghề đọa địa ngục. Mình cứ cho nó mượn 300 ngàn chứ vài ngày mình có 500, 1 triệu. Tiền nó ở đâu ra? Nguy hiểm lắm. Thì ông nghĩ cứ cho nó ăn đi nữa mình có một cục vàng, cục càng ngày càng to. Ông mất trí khôn, mù quáng và tỏ ra vui mừng và biết ơn người đã tặng con cá cho mình. Với tham vọng, mình sẽ trở nên người giàu có nhất. Ông chẳng quản ngại gì. Khi nó lớn rồi đó, thì từ cái thau cá đổ sang cái thùng đổ sang cái lu đổ sang là một cái ao lớn cho nó ở luôn. Lớn rất nhanh và ông già dần dần đi. Ông càng già, con cá càng to. Năm tháng trôi qua, cá lớn hơn nữa và ông phải xây hồ nhân tạo cho cá được bơi lặn và hy vọng khối vàng cũng càng lớn hơn. Ông bỏ hết tài sản, tinh thần vào việc nuôi con cá này, nó lớn mãi. Ông chỉ thấy nó lớn lắm rồi và cầu mong cho nó chết để mà có một khối vàng to. Nhưng các vị biết không, vô thường đến. Ông đã chết trước khi con cá nó chết. Con cá nó vẫn bơi ở trong hồ, nó vẫn lớn dần. Ông già nua và chết ngắt rồi, con cá nó chưa chết nữa. Và ông Nguyễn Văn Thâm không bao giờ hiểu rằng
kẻ thù của ông đã tặng cho ông một con cá voi thay vì là con cá vàng. Cá voi còn lớn lâu lắm, còn sẽ bự hơn bằng con voi luôn. Đó, cho nên khi nó lớn rồi đó, nó chết, ông chết rồi nó chưa chết, nó còn tiếp tục lớn, chứ có thành cục vàng đâu. Và suy nghĩ cái chuyện này là chuyện để dạy đời, chứ chẳng có ông thông nào ngu cỡ đó, ông thông nào mà cỡ đó, đúng không? Nhưng mà thế gian này vì tham người ta cũng ngu như thế đó. Mới gần đây sư kể cho các vị nghe, nếu sư không chánh niệm tỉnh giác là sư đã bị rồi. Một người ở nước ngoài gọi điện về cho sư: thưa sư, sư có phải là sư Hương Nhũ không? Mà giọng nói là hay lắm, giống như là MC đài truyền hình đã nói giọng hay lắm ạ. Sư có phải là sư Hương Nhũ không? Nói dạ vâng, tôi là sư Hương Nhũ đây, có việc gì không? Thưa sư, xin sư hãy giúp cho con một việc. Và bây giờ sư là điểm tựa cuối cùng của đời con. Sư nghe là sư thấy mát ruột quá trời, đúng không? Mình mà làm điểm tựa cho người ta là mình phải ghê lắm mới làm điểm tựa. Thế chuyện gì nói đi, à ông nào? Chuyện gì nói đi, sư sẽ giúp. Và giờ các vị hãy nghe câu chuyện này có thật hoàn toàn, trong các em trong chùa sư đã biết đây. Thưa sư, cách đây 4 năm con về Việt Nam, tức là con ở Mỹ, con đang gọi sư là điện thoại từ Mỹ gọi về. Cách đây 4 năm con về Việt Nam, và trong những cái sự vui chơi quá trớn của con đó, con đã nghĩ đến chuyện phải ăn cắp tiền của một người bạn. Và con đã ăn cắp được một số tiền của người bạn, gần như là 500 triệu đồng. Rồi con trở về Mỹ, rồi công việc của con tiếp tục phát triển, con sống bình yên, có thể nói là khá giả. Nhưng con không ngờ rằng sau cái lần mất mát đó, đứa bạn của con nó lâm vào tình trạng suy kiệt và cuối cùng là phá sản. Bây giờ nó có 3 đứa con, cha nó đã chết ở trong nhà trọ, và nó sống chung quanh nó là những vũng nợ nần. Có một lần con về Việt Nam, con kiếm nó để tìm cách hoàn trả lại, để lương tâm con không bị cắn rứt. Nhưng mà con vừa gặp nó là nó rút dao để giết con rồi. Cho nên con không bao giờ có thể đối mặt với nó được. Con gặp nó là nó lao tới, nó cào cấu, nó bóp cổ. Và một lần là suýt nữa chết là vì là nó bóp cổ con. Cho nên con phải trở về Mỹ và vẫn mang cái món nợ ăn cắp đó. Sư nghe sư cũng cảm động, vì là một người dám nói lên cái việc làm xấu của mình. Và không quên nói rằng con nay là một người Phật tử tin nhân quả, nhất là nghe những bài pháp của sư về nhân quả, cho nên con rất là mong sư giúp con để trả cái món nợ này cho người bạn. Sư nói sư giúp cách nào? Thưa sư, con sẽ chuyển tiền về cho sư, và bạn con là nó tên như vậy và số điện thoại như vậy. Sư gọi đến và sư đừng nói rằng tiền này của con chuyển về, và sư hãy nói bằng cách nào đó để nó nhận những cái số tiền này, con sẽ hoàn trả lại đủ 500 triệu đồng. Bởi vì con đã mắc căn bệnh ung thư và có thể sẽ chết sau 1 năm hoặc 2 năm. 1-2 năm nữa là con chết rồi. Sư nghe nó bệnh, cái sư nói ủa bệnh rồi không trị được hả? Nó dạ không sư, con ung thư hiểm nghèo lắm, con sẽ chết. Cho nên sư giúp con được không sư? Sư nói dễ gì mà nó tin, chùa làm sao có 500 triệu để cho, làm sao nó tin sư được. Cái cô đó bày sư là một giảng sư có nhiều người biết, và bạn con nó hay đi chùa hằng pháp lắm, cho nên có thể là nó biết là nó đi chùa rồi sư lên đó giảng, chắc cũng có người này người kia nói lại cho sư biết là nó trong cái hoàn cảnh hiểm nghèo. Rồi sư nói sư có cái quỹ gì đó để sư giúp đỡ nó cũng được. Sư thấy cũng được thôi, không sao, để sư thử coi. Và cô ấy nói con năn nỉ sư đừng bao giờ lộ tông tích của con ra, nó biết là con là nó sẽ không bao giờ nhận mà không gặp mặt con đâu, sư giúp giùm con đi. Nói thôi được rồi, để sư thử cái đã, chứ sư cũng chưa có làm cái này bao giờ. Rồi gọi điện qua lại chuyện tiền bạc mà sư cũng chưa làm. Thế rồi sư mới gọi điện thoại cái cô đó đặt tên là Ngọc Trang. Thế sư gọi điện thì 3-4 cuộc gì đó thì cô bắt máy, cô hỏi ai đó, thì trái với cái người ở bên Mỹ
cái cô này lại là cái giọng nói rất là chát tai, nghe là mình nghĩ người lao động mà làm cái công việc nặng nhọc lắm. Ai đó, ai đó? Nó nói sư đây, sư là sư Hương Nhũ đây. À, cái sư này hay nói chuyện trên đài An Viên phải không? À, trên đài truyền hình An Viên á, An Viên thỉnh thoảng phỏng vấn sư, chắc cô có coi. Cái sư nói đúng rồi. Dạ con kính chào sư, có chuyện gì mà sư gặp con vậy? Nghe à, sư mới nói là sư nghe nói là con có một hoàn cảnh rất khó khăn. Ai nói, ai nói? Không nào. Cái nói sư cũng nghe mấy người Phật tử đi chùa nói lại, mà sư có một cái quỹ muốn giúp đỡ con, nghĩa là ta bày sao sư cũng nói y như vậy. Thì cô này mới nói rằng con không có tin ai hết trơn á, có nhiều thầy đã hứa giúp con, có nhiều người hứa giúp con, sau cũng có cái gì mà còn hại đời con. Nói vậy, giờ con không có tin ai hết, giờ con khổ lắm rồi, tiền bạc con người ta lấy hết rồi, cha con đã chết trong nhà trọ mà không có tiền mai táng, giờ nuôi ba đứa nhỏ nheo nhóc như vậy, con chắc là cũng tự tử thôi. Cái rồi sư nói không, đừng chết, đừng chết nghe không? Đó, nếu mà con tin sư á, thì sư sẽ giúp con từ từ, chứ con đừng có nghĩ tới cái chết. Nó mới nói rằng không, không còn kịp nữa, có thể tối nay là con cũng phải trốn đi khỏi nơi này rồi, vì bọn giang hồ đó là nó sẽ truy bắt con và nhiều món nợ không trả được. Sư thì nói thiệt là nghe là sư bảo thôi lên chùa ở tối nay đi, chứ trốn đi đâu. Sư nào lên chùa ở đi. Chùa sư ở đâu mà trốn? Sư nói chùa Thiên Quang ở Dĩ An là chỉ được cho đi. Nó nói con cũng có phương tiện nào đi hết á. Sư nói đi xe ôm, phải không? Lên rồi sư trả tiền xe cho. Ba đứa nhỏ như vậy thì vậy con sẽ gửi lại hai đứa, con dắt một đứa nhỏ nhất lên sư được không? Sư nói được, lên đây. Nhưng mà con thiếu giang hồ bao nhiêu? Nó bảo nhiều lắm, nhưng mà ít nhất là cái bọn mà truy bắt con đêm nay là con thiếu nó 10 triệu đồng, với cái tiền lời đó là 3 triệu, đó là 13 triệu. Thì sư nói thiệt với các vị là sư nói liền, sau đó sư sẽ giúp 13 triệu đồng đó. Tại vì sao? Nhiều thì không có, chứ chùa mười mấy 20 triệu thì có. Con lên đây sư sẽ đưa cho con cái số tiền đó để mà khỏi sống trong nỗi lo sợ giang hồ. Thì ngay lúc đó một cái rồi hỏi đường xá, nó bảo thôi được, bây giờ trước mắt là con cứ lên sư trước đi đã. Và nó giọng nói nó vừa nói vừa khóc rất khổ. Thì nó cúp máy rồi đó. Thì bên Mỹ đó là người ta lại gọi điện cho sư là có liên lạc được hay chưa. Thế anh nghĩ họ làm lẹ quá, tự nhiên cái sư sanh nghi. Nhìn bên này cúp máy, cái bên kia gọi liền. Sư liên lạc được chưa sư? Sư nói được rồi, và sư chỉ đường cho người ta lên rồi. Nhưng mà con biết sao không? Tối nay là phải cần một số tiền 13 triệu đồng đó để đưa cho giang hồ. Và sư cũng nói luôn, sư hứa là sư sẽ đưa. Mà sư nói thật với các vị, lúc đó sư không có nghĩ cái chuyện là cái cô này sẽ trả lại gì hết á. Sư cứ giúp cho người ta thoát cái chết cái đã. Chứ sư cũng không nghĩ rằng cái cô bên kia sẽ trả tiền đâu. Nhưng mà cô lại nói ngay rằng, dạ 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 sư giúp dùm cho con đi. Bên Mỹ bây giờ là 9 giờ tối. Ngày mai là 6 giờ 7 giờ sáng là con đi là gửi tiền cho sư ngay. Mà lúc đó các vị biết ở Việt Nam mình là mấy giờ không? 6 giờ chiều. Tự nhiên 6 giờ chiều bên Mỹ 9 giờ tối là mình đã thấy một cái gì đó nó không phù hợp lắm. Sư bắt đầu là hơi nghi ngờ rồi. Sư cúp máy thì một đứa nhỏ trong chùa sư nó ra, nó hỏi nó nói sư đi ăn cơm, sư ăn cháo. Sư mới nói rằng là bây giờ mình chuẩn bị một số tiền khoảng 10 triệu đồng, mình giúp đỡ một cái người này, họ đứng trước cái chết vì giang hồ đang truy lùng. Thì cái bé đó nó cũng hai mấy tuổi thôi, nó cũng tiểu ở trong chùa. Nó nói ai nhờ sư, ai nhờ sư làm việc này. Sư nói một cái người đó, họ đang lâm vào tình trạng bi đát, mà do một cái người ở bên Mỹ đó cho sư số điện thoại, sư gọi thì biết rằng họ đang trong hoàn cảnh rất là bi đát. Thì nó mới nói là sư phụ cho con coi cái số điện thoại bên Mỹ đi. Đó. Thì sư mở máy ra thì thật sự á, là cái người bên Mỹ gọi cho sư á, làm cái số điện thoại mà là gì? Private number, là điện tiếng Anh là điện thoại riêng, nó không có hiện số lên. Mà ở nước ngoài đôi khi gọi về nó cũng là private number. Thì cái đứa em sư nó nói là dạ thưa sư á,
cái điện thoại riêng này là ở Việt Nam cũng có nữa, tức là gọi mà nó không hiện số. Cho nên sư coi chừng nhé sư, coi chừng là người ta lừa gạt mình. Và sư sực nhớ ra là có một cái em nó tên Hiệp, nó là phóng viên của trang Đạo Phật Ngày Nay á, nó cũng hay gọi cho sư lắm, nó cũng hay gọi bằng cái số điện thoại riêng mà không hiện số này. Và đạo sư suy nghĩ lại là coi chừng đây là một âm mưu đó. Thì bắt đầu là sư mới gọi lại cho cái cô Ngọc Trang đó. Sư nói rằng con cứ lên để ở nấp đêm nay, chứ còn tiền là sư chưa có đâu nha. Và sư nghĩ rằng cái cô bên Mỹ gửi về thì sư sẽ đưa, chứ sư không lấy tiền chùa thì sư đưa nữa. Tại vì bắt đầu là sư nghi ngờ. Thì nó nói rằng nếu mà sư không đưa đêm nay là con bị giết thôi. Thì sư nói chịu thôi, là vì sư không có giữ tiền đó. Mà cái em giữ tiền á, là nó nói là sao mà sư phụ dễ tin như vậy được, chưa biết làm sao hết mà sao đưa được. Cái là cái cô mà tên Ngọc Trang đó, cô mới nói sư là trụ trì mà không có quyền quyết định gì hết á hả. Là nó cúp máy. Cái người mà bên Mỹ là gọi về nữa. À, sư kể chuyện để mai mốt là các vị có lâm có hoàn cảnh giống sư là biết là lừa đảo nha không, lòng tham vô đáy lừa cả các sư nha không. À, rồi cái cô ở bên Mỹ gọi lại, sư ơi sư sao rồi, sư nó lên tới chưa sư. Sư nói lên tới thì sư cũng chỉ cho 200.000 thôi, nghĩ sư nghĩ trả tiền xe đó thôi, chứ tối nay sư không có tiền đâu, con gửi về thì sư sẽ đưa, chứ bây giờ sư không giữ tiền. Mà cái em giữ tiền ở trong chùa là dứt khoát nó không chịu đưa. Nó nói tiền không của Tam Bảo, không có thể nào mà tin cái người không biết ở đâu vào đâu được. Mà bây giờ cái kẻ tham lừa đảo nhiều lắm. Thì cô bên Mỹ cô mới nói sao, sư ơi sư, đệ tử sư nói đúng á, bây giờ không tin ai được, nhưng xin sư hãy tin con một lần cuối trong cuộc đời. Thế sư tin con mà, mai con gửi tiền về đi rồi sư giúp cho, sư tin con. Mà con cứ tin là sư không có làm mất đồng nào của con hết. Nói sư ơi nhưng mà bạn con đêm nay nó sẽ chết, cho nên sư giúp giùm đi sư, bao nhiêu cũng được hết. À, bao nhiêu cũng được chứ không đòi 10 triệu nữa. Sư nói bao nhiêu là bao nhiêu, 2-3 triệu gì cũng được. Là sư càng nghi nữa nghe. Đó, 12 triệu giảm xuống 10 triệu là giờ 2-3 triệu. Sư nói 200.000 không hơn. Là bắt đầu là một khi mà sư nhìn ra một cái gì đó là bắt đầu là sư đổi thái độ 100%. Lắm ngắt luôn vậy đó, không còn. Sư đúng 200.000 đồng nếu nó lên đây, thì sư đã hứa cái tiền đó. Còn 5 triệu, 3 triệu gì cũng không có đồng nào. Ủa, sư là giảng sư nổi tiếng không có tiền hả? À, sư nói sư tiền nếu có ai cúng dường, tức là cúng cho Tam Bảo. Trong Tam Bảo có Phật, Pháp, Tăng, chùa xây dựng lên, truyền bá chánh pháp cho chư tăng chư ni, chứ không phải cúng cho sư. Sư làm chuyện chánh đáng mới làm, chứ còn cái chuyện nó không rõ ràng sư không có quyền để làm. Cô kia nó con năn nỉ sư mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là con sẽ đi gửi tiền sư giúp giùm. Mà năn nỉ tiếp tục thì sư cúp máy. Bắt đầu sư nhận được một số tin nhắn của cái cô Ngọc Trang, nó chửi sư không còn gì hết. Thì mới có mấy phút đồng hồ đó, con nghe là sư cô Hương nhủ con mới bắt máy, chứ con không có dễ bắt máy ai. Con đọc chữ dữ lắm, và 3-4 cái tin nhắn liên tiếp nhau. Làm thầy mà không có quyền, làm thầy mà nghe lời đệ tử xúi dục, đây không phải là người thầy gì đó gì. Nói rất là nhiều thứ. Và sư khẳng định thẳng đờ lừa đảo hết. Đó. Và sáng hôm sau là chúng họ công phu xong rồi ăn sáng, là sư kể câu chuyện cho đại chúng nghe liền. Chút xíu nữa là mình cũng phải đưa 2-3 triệu rồi, nếu mà mình nghi ngờ chắc cũng đưa mớ. Mà không đưa gì hết, và con bé nó cũng không lên luôn, nó không lấy 200.000, nó phải lấy ít là 2-3 triệu. Và cuối cùng là những cái chuyện đó, nó bắt đầu từ cái chuyện nó sám hối rằng đã từng ăn cắp của một người khác. Nó làm cho mình dễ tin hơn là tự nhiên điện thoại xin cúng dường. Sám hối là con người ta lâm vào cái con đường cùng rồi, ta biết ăn năn tội lỗi và sợ trước cái chết phải đọa địa ngục rồi, lòng tham như vậy đó. Nếu mà sư rơi vào cái bẫy đó thì tất nhiên là gì, sư là làm tổn hại đến Tam Bảo, vì lấy tiền Tam Bảo làm chuyện không chánh đáng. Còn những cái cô bé đó thì đọa địa ngục vì dám lừa gạt cả Tam Bảo. Và cái chuyện đó chắc là nhiều lắm chứ không phải là ít.
nhiều lắm. Cũng chính bởi lòng tham mà xa, cũng chính bởi lòng tham mà con người ta không từ nan bất cứ một việc nào. Cho nên nhân cái chuyện nói về lòng tham vô đáy của con người thì chúng ta phải tự suy xét lại mình. Cái tham của mình nó còn lại biểu hiện ở cái chỗ sao các vị biết không? Lựa hoài mà không bao giờ lựa được cái gì cũng là tham. Mình trông đợi cái hoàn hảo quá cũng là lòng tham đó. Tại vì mình khiếm khuyết làm sao mình mong đợi sự hoàn hảo. Đức Phật toàn vẹn trí tuệ và phước đức còn chưa mong đợi sự hoàn hảo gì trên thế gian. Bao nhiêu chư Phật và chư Bồ Tát phải tiếp với Đức Bổn Sư Thích Ca để hóa độ cõi ta bà. Mình là cái gì mà đòi sự hoàn hảo trên thế gian này? Nhưng các vị lại hay đòi sự hoàn hảo. Mà đòi sự hoàn hảo, cầu toàn, tức là cũng lòng tham. Sư nhắc cho các vị biết, cái gì cũng tương đối thôi. Và hoàn hỷ chấp nhận cái gì đến với mình. Đời sống là tri túc thường lạc. Biết nhẫn tự an. Biết nhẫn nhục một chút là bình yên. Biết đủ là thấy vui. Còn chúng ta cũng biết đủ là vui đó. Nhưng mà lựa, lựa hoài không có lựa được. Cho nên cũng khổ là vì lựa hoài. Lựa rồi về nhà suy nghĩ là không biết cái mình lựa đã đúng chưa. Đó. Con người như vậy cũng là tham. Một chàng thanh niên luôn mong sự hoàn hảo. Người thầy đã hiểu tâm của cậu ta. Cho nên một lần ông nói với cậu sinh viên, thầy có thể đề nghị con một việc được không? Chàng trai trả lời, thưa thầy, con xin sẵn sàng làm bất cứ gì thầy dạy. Con nhìn đi, phía trước chúng ta là một cái sân cỏ. Con có thể tìm cho ta một chiếc lá. Chiếc lá nào mà con coi là đẹp và hoàn hảo nhất trong khu vườn này, mà với một điều kiện là con chỉ đi thẳng tới mà không bao giờ bước lùi trở lại. Tức là cứ đi thẳng tới thôi, chứ không được quay trở lại. Chàng thanh niên đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm. Bước chân đầu tiên vào trong sân, cậu nhìn xuống chân và có một chiếc lá thật to, thật xanh mướt, thật là đẹp. Cậu đưa tay đến ngắt cái lá đó. Nhưng cuối cùng, cậu nhìn ra phía trước, biết bao nhiêu cây và còn nhiều lá đẹp hơn rất nhiều. Cho nên cậu bỏ và đi tiếp. Tiếp tục bước thứ hai, thứ ba và chuẩn bị ngắt nhiều cái lá, nhưng vẫn thấy trong khu vườn còn nhiều lá đẹp hơn rất nhiều. Cho nên lại tiếp tục đi, đi cứ thế. Rảo bước tìm kiếm, phải có một cái lá hoàn hảo hơn cái lá này để cho thầy thấy rằng đối với mình, cái lá hoàn hảo là thầy không thể chê được. Nhưng cậu có biết đâu, cuối cùng là đi đến cái tường rào rồi, là hết sân cỏ rồi. Lúc đó là chỉ còn có vài cái cây, nhưng mà muốn kiếm cái lá đẹp hơn thì phải quay trở lại. Nhưng người thầy có cho quay trở lại không? Không cho quay trở lại. Cho đành phải hái một cái lá trước mặt, đó là cuối tường rào. Một cái lá nhỏ, không đẹp mấy. Và làm sao bây giờ? Không còn lá đẹp nữa rồi. Và hái chiếc lá đó và cầm chiếc lá trên tay đưa cho thầy. Cái nét mặt của cậu bí sĩ buồn theo à. Sao thầy bắt con là không được quay lại? Bởi vì quay lại thì con mới so sánh, con mới lấy được cái lá đẹp, mà thầy không cho con quay lại. Cho nên cuối cùng là cái lá này đây nè, nó vừa nhỏ nha, nó héo, nó vàng. Ông thầy mỉm cười, thế đấy con ạ. Trong cuộc đời mỗi con người là vô số sự lựa chọn, giống như lựa chọn một chiếc lá. Nếu con biết bằng lòng với cái hiện có thì con đã có một cái lá hoàn hảo rồi. Nhưng tiếc thay, lòng tham cho nên cứ tìm hết cơ hội này đến cơ hội khác, và cuối cùng là một sự hối tiếc mênh mông. Vậy con hãy suy nghĩ về câu chuyện này con nhé. Thật ra mỗi chúng ta đều có những sự hoàn hảo. Vấn đề là mình có biết hài lòng với chính mình hay không. Còn con người ta luôn tìm kiếm và cảm thấy không hài lòng. Cả tiền bạc có cũng thấy chưa đủ. 10, 100, 200, 2 triệu, 200 triệu, 2 tỷ vẫn mãi mãi là không đủ. Cho nên lao vào trong những sự khổ đau của kiếp sống luân hồi. Sư không nói đến lời Đức Phật dạy đâu,
mà ở đây sư muốn nhắc tới lời của một vị giáo sư tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn học Trần Lâm Biền đã nói: hạnh phúc là khi con người biết cho nhiều hơn biết hưởng. Nhưng mà con người thường lại thích hưởng hơn là cho. Vì vậy, con người của thời đại này rơi vào vòng bẫy của cá nhân chủ nghĩa. Có một muốn hai, có hai muốn 20, có 20 muốn 200, 2000. Và tiếp tục đam mê như một thứ ma túy vượt trên đạo đức và đưa con người mãi mãi trong sự khổ đau. Một giáo sư ở ngoài đời chứ sư chưa nói Đức Phật đã khẳng định như vậy. Và chúng ta cũng là như thế đó. Cho nên bài pháp hôm nay sư nhắc các vị chánh niệm, tỉnh giác, biết đủ là vui. Thiếu một chút cũng không có sao, phải chưa nào? Nếu có 5-6 người, 3 cái bánh, chia mỗi người nửa cái, hoặc có những người không ăn cho người khác ăn, vẫn thấy rất là vui. Có nhiều khi, ông thầy, ông dạy học trò, ông nói hôm nay ta cho tất cả các con, mỗi người một số tiền để có thể mua một món quà. Phát mỗi người một bao thư hết. Nhưng trong số đó có những bao thư không có tiền. Ông xem thái độ của người học trò khi nhận cái bao thư không tiền đó là như thế nào. Thì hầu hết là la lên: con không có tiền, con không có tiền. Thầy ơi, thầy lộn rồi, thầy lộn. Và cũng có những người học trò yên lặng. Người học trò yên lặng đó thì sẽ mua món quà gì để tặng đấy. Sẽ kiếm một cái gì đó mà mình đang có. Ví dụ như một cành hoa tặng thầy, và không cần giải thích là trong cái bao thư đó chẳng có đồng nào. Nhưng mà thường là không có chuyện đó đâu. Sẽ la lên, sẽ kiện cáo, sẽ nói thầy lộng rồi. Đến khi ta cho mình cái món gì đó, mình đừng có vội xé ra để coi bên trong là cái gì. Trừ khi nào cái luật của trò chơi là mở ra, còn không cứ đem về. Có cái gì cũng quý và trân trọng. Riết rồi chúng ta phải biết rằng đời sống này nó mất hết giá trị tinh thần rồi, cho nên cần phải biết trân quý giá trị tinh thần. Đừng giống như câu chuyện thời Đức Phật, có một ông phú gia không có con, chết đi bỏ lại tất cả tài sản, sự nghiệp lớn lao. Vua truyền lệnh tất cả tài sản của ông phải nhập vào ngân khố của quốc gia hết. Vua mới đến bạch hỏi Đức Phật: tại sao mà ông ta sống không được hưởng, chết thì tài sản phải vào ngân khố của quốc gia, con cái ly tán hết, không có ai để hưởng cả? Thì Đức Phật nhìn thấy tiền kiếp của vị phú gia đó nên trả lời rằng: ông ta người không biết bố thí, chẳng biết cúng dường, suốt cuộc đời chỉ ki bo chắt bóp, cho nên giàu bởi cái phước của đời trước nhưng kiếp này chẳng được hưởng. Kế đến, trong tiền kiếp ông lại còn phạm một tội ác là giết cháu ruột để giành gia tài, cho nên kiếp này phải sống keo bẩn, có mà không được ăn. Ăn những cái món khi chết rồi đó, ở trong nhà thấy một cái món cơm đã thiêu thối mấy ngày, bộ quần áo rách tươm, nhưng không ngờ tài sản lại rất là lớn. Tức là có sống trên đống vàng, chết trong đau khổ. Nhân đó Đức Phật dạy rằng: giàu sang tài sản dồi dào chỉ làm hại được kẻ nào ngu thôi, dễ gì hại được những người đang cầu giác ngộ hưởng nơi niết bàn. Chỉ vì ham muốn giàu sang, kẻ ngu tự hại bản thân đã đành, hại thêm cả kẻ chung quanh. Đức Phật dạy như vậy và khen ngợi những ai không có tánh tham, khuyên mọi người nên phát tâm biết bố thí, biết cúng dường, giống như gieo những hạt giống trên đất lành. Còn người san tham bỏn sẻn thì cuộc sống không có đời sống an lạc về mặt tinh thần. Cái pháp cú 356 Đức Phật dạy: cỏ hoang làm hại ruộng vườn, tham lam gây hại nhiều hơn cho người. Tham lam ai đã lìa rồi, cúng dường vị ấy chẳng nơi nào bằng, hướng về phước báo vô vàn. Đừng tham, xin hỡi những người biết tu. Đức Phật nói những người biết lìa tham rồi đó,
mình cúng dường phước báo mình cũng lớn. Đó. Còn cái người mà muốn loại trừ tâm tham phải tập xả ly. Xả ly vừa có hạnh phúc vừa có phước báo. Và đừng có đợi giàu. Đợi giàu thì sao? Bất thình lình chết rồi, chưa kịp gieo một cái nhân nào bố thí cúng dường hết, trên kiếp sau lại nghèo, nghèo mạt hơn. Nên các em bé nhỏ xíu mà bây giờ biết cúng dường rồi, thế chưa nào? Nhỏ xíu mà đã biết là làm các việc thiện rồi. Đó. Hôm Tết có một em bé xíu à, mập u à, dễ thương lắm, đeo kính cận. Và ba nó dắt vô chùa. Nó nói ba trả tiền cho con ba. Ba nó hỏi anh chi, trước mặt sư luôn. Con cúng dường cho sư ba. À, cái bà nó mới nói chứ, trong túi con đó, thế trên cái túi nó có 20 ngàn lấp ló trên túi nè. Nó nói không, cái tiền trong bao đỏ, trong đó mới nhiều, con cúng sư hết. Đó, trước mắt sư luôn đó. Sư cảm động lắm, sư ôm nó, sư nói, sao con bé mà con ngoan vậy, con biết cúng dường hả? Đó, cái bà nó nói, nó là fan hâm mộ của sư đó. Sư nói không phải đâu. Cái nhân biết bố thí, biết cúng dường, đó là một cái đạo đức, đó là một cái nhân hạnh rất tốt đẹp mà con người ta đã gieo trồng từ nhiều kiếp, chứ không phải ai cũng có được cái nhân đó đâu. Vì vậy Đức Phật dạy, người mà không tham muốn được thành tựu những điều tốt đẹp, ba nghiệp thân khẩu ý được tự tại, của cải không mất mát, được hưởng phước đức và những sự tốt đẹp sẽ thường đến với mình dù mình không mong ước. Những điều may mắn tốt đẹp sẽ thường đến với mình. Phật còn dạy là đừng để tham và sân, đừng để tội lỗi lôi mình vào cảnh khổ, mà hãy ráng tu tập theo giáo pháp của Đức Như Lai, tu tập chánh hạnh, chánh nghiệp, chánh mạng, để làm cho đời sống của mình được vui tươi, được an vui và tốt đẹp. Các ngươi nên biết rõ rằng dễ gì chế ngự việc làm ác đâu, tham lam tội lỗi hố sâu, kéo ta xuống chốn khổ đau đời đời. Bài pháp về lòng ham muốn của con người. Một lần nữa, sư muốn nhắc các vị, trong tâm chúng ta luôn có con rắn tham lam, nó nằm ngủ ở trong đó. Có những con rắn hoạt tác lên tạo nghiệp ác ngay trong đời này và tiếp tục nhiều đời sống. Có những con người tu tập thì con rắn nó nằm yên, nó ngủ, nhưng nó chưa chết đâu. Các vị nhớ như vậy. Phải bằng chánh niệm, tỉnh giác, công phu, tu tập và theo dõi cái tâm của mình, để nó khởi lên lòng ham muốn chỗ nào, chúng ta phải lập tức đoạn trừ ngay chỗ đó. Có như vậy, cái sự tu tập của chúng ta mới được sự kết quả thù thắng. Chúng ta nói đoạn trừ tham sân si, mà có bao giờ dành một giây phút để đối chiếu lại tâm mình, xem tâm mình còn tham không, còn sân không, còn si không? Đó là những gì sư muốn gửi đến đạo tràng của chùa Thới Hưng ngày hôm nay. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho tất cả các vị, với công đức trì chú Đại Bi, với công đức giữ giới, với công đức nghe pháp, các vị sẽ được nhiều phước báo thù thắng. Tam độc tham sân si sẽ chuyển hóa thành phước đức, trí tuệ và lòng từ bi, để cuộc sống của các vị xứng đáng là cuộc sống không chỉ là đem lại niềm an vui và hạnh phúc cho chính mình, mà còn đem an vui và hạnh phúc cho tất cả những con người trên thế gian này.